Theo tư liệu của Tổ chức Lương Nông Thế Giới FAO Công bố vào năm 2010 Số lượng động vật trên trời dưới đất Dưới sông và dưới biển Bị con người ăn và giết hại Đã lên đến con số 330 tỷ Toàn thế giới mỗi năm Có 1,8 tỷ gia súc chết dưới tay con người 22,5 tỷ chim Gà và những gia cầm khác Cầu với một triệu tỷ con cá căn nguyên của tai nạn và bệnh tật Xin hãy trân trọng sinh mạng Xin đừng giết hại động vật Tập 2 Người phỏng vấn Cô Đinh Gia Lệ Khách mời Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không Ngày 21 tháng 4 năm 2012 Tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Thưa Sư Phụ Chúng ta tiếp tục buổi phỏng vấn Ở miền Đông Bắc quê hương của chúng con có xảy ra một việc như thế này có ba người trong đó có hai người bắt một con rắn sau đó thì họ hầm ăn trong lúc họ đang ăn thì người thứ ba đến họ nhất định mời anh ta ăn thịt rắn này nhưng anh ta không ăn anh ta nói vậy thì tôi uống một chút canh thôi anh ta chỉ uống hai ngụm canh kết quả người đến sau đó là người uống canh anh ta tự bị lửa thiêu chết Con trai anh ta cũng bị điên luôn Sau này khi con anh ta bị điên Chính vì con trai anh ta nói Cậu ấy nói là Mình bị con rắn đó nhập Sau đó cậu ta nói Hai người kia cũng chết rồi Chết như thế nào Cả hai đều bị tai nạn giao thông mà chết Do chệt tay lái Còn một nguyên nhân khác nữa là Cho con rắn che mắt anh ta lại Khiến hai người xảy ra tai nạn Còn có một thắc mắc Thưa sư phụ Chúng con nghĩ là người bắt rắn ăn thịt Cả hai người họ bị báo ứng như vậy Thì con có thể hiểu được Nhưng người còn lại chỉ uống có hai ngụm canh Con trai anh ta cũng bị báo ứng Bản thân anh ta cũng bị báo ứng thê thảm như vậy Điều này thì con không hiểu tại vì sao là như vậy Thưa sư phụ Rơi vào hoàn cảnh này Nhất định người này và con rắn trước đây có oán thù Nếu không thì Làm sao nó có thể nhập vào cậu ta được chứ làm sao nó lại tìm được cậu ta gây rắc rối được chứ? cho nên nói oan có đầu nợ có chủ. Nó tìm hai người giết nó thì không có gì để nói. Người này chỉ uống chút canh. Hơn nữa anh ta không muốn nhưng lại bị ép ăn. Điều này nhất định là trong quá khứ đã có oán thù với nhau. Vì chúng ta phạm phu nên không biết được. Có quả ác sẽ có nhân, có nhân ác có quả. Nhân quả không tách rời nhau Từ quả chúng ta biết được nhân Từ nhân chúng ta thấy được quả Thưa sư phụ Có một người đồng nghiệp hỏi con một vấn đề Anh ta nói Cô nói không sát sanh Vậy tôi hỏi cô một câu Nếu có một con vật đang muốn ăn thịt con của cô Hoặc cắn con của cô Cô có giết nó không Một bên là con của cô Một bên là con vật Cần phải tình hình như vậy Thì cần phải làm sao Thưa sư phụ Đương nhiên phải cứu con mình trước nhưng quan trọng nhất là đuổi chúng đi Đừng giết hại chúng Làm thế nào đuổi nó đi thưa sư phụ Có thể đuổi nó đi được Bạn có khả năng giết nó thì bạn sẽ có khả năng đuổi nó đi Đúng vậy Giết là cách cuối cùng Bất đắc dĩ đúng không ạ à? Bất đắc dĩ không sai Đúng vậy Con nghe người ta nói Ăn động vật nào thì tính tình giống như vậy Ăn thịt bò thì có tính bò Ăn thịt lừa thì có tính lừa Cách nói này có lý không vậy sư phụ? Có lý Đạo hồi xem trọng điều này Cho nên đạo hồi hễ động vật nào Có tính tình không tốt Họ đều không ăn Động vật có tính tình không tốt Đúng vậy Họ chọn lựa Tôi học được một số kinh nghiệm của họ Sau này khi tôi học Phật Tôi cảm thấy nhà Phật là viên mãn nhất Người bình thường hiểu được vệ sinh nhưng con người có tính tình Việc ăn uống có ảnh hưởng đối với tính tình của con người Ví dụ như Ngũ tân trong Phật Pháp là hành Tỏi Hẹ Kiểu Củ hành Tây Đây chính là ngũ tân Mà Phật Pháp Chúng ta nhắc đến Ngũ tân chữ tân có bộ thảo trên đầu Là rau cải Không phải là thịt năm loại thức ăn này tính khí không tốt ăn sống rất dễ nổi nóng ăn chín dễ dẫn đến kích thích hóc môn dẫn đến tính bốc đồng nông nổi vì thế nhà phật liệt chúng vào ngũ giới trong giới kinh hưng tinh tinh là thịt hưng không phải là thịt chính là trong thực vật cái nào tính tình không tốt Cũng đều sàng lọc ra Điều này là có đạo lý Có đạo lý Vì vậy trong thức ăn thịt Đạo hồi chọn lựa rất cẩn thận Những động vật có tính tình không tốt Những động vật kỳ lạ Họ đều không ăn Cho nên tôi biết đạo hồi hiểu được Đảm bảo vệ sinh Hiểu được bảo vệ tính tình Phật Pháp lại thêm đảm bảo vệ sinh sư phụ nói điều thứ nhất là tính tình bảo vệ tính tình tính tình bảo vệ tính tình đúng vậy bảo vệ tính tình tính tình lương thiện tính tình xấu ác điều này khác nhau phật giáo không chỉ hiểu được đảm bảo vệ sinh còn là về tánh còn hiểu được bảo vệ tâm từ bi vì thế điều này rất trọn vẹn đầy đủ họ chọn thức ăn chay trong thức ăn chay loại nào có tính tình không tốt đều được loại bỏ hiểu được là bảo vệ tâm đây là viên mãn nhất đảm bảo vệ sinh vệ tánh bảo vệ tâm thưa sư phụ con có một câu chuyện năm đó có một người cứu một con cáo rất nhiều năm về sau bỗng nhiên con cáo đến lúc nửa đêm nó gõ cửa không ngừng sau khi mở cửa vừa thấy con cáo thì ông ấy nói có phải mày không tìm được thức ăn nên đói rồi phải không Nói rồi thì ông ấy thấy con cáo này chạy loạn xạ trong nhà Ông ấy nói được rồi Ta sẽ tìm thức ăn cho ngươi Bỗng như con cáo cắn chặt chân của ông lôi ra ngoài Cứ một mực kéo ông ấy ra ngoài Lúc đó ông ấy có suy nghĩ Sắp có chuyện gì xảy ra sao Vì sao nó cứ lôi mình như vậy Ông ấy liền chạy theo nó ra ngoài Kết quả khi ông ấy vừa ra khỏi nhà Thì xảy ra một trận địa chấn lớn Mà mọi người đều biết ở đường Sơn Chỗ của ông ấy bỗng nhiên đổ ảo xuống Mãi cho đến hôm nay ông cụ này vẫn không quên con cáo đã cứu mạng ông sư phụ xem trước đây nhiều năm ông ấy đã cứu con cáo này sau này con cáo lại cứu ông ấy thưa sư phụ trước khi tai nạn đó đến con người tại vì sao lại không có cảm ứng gì cả cũng không biết gì thế mà tại sao động vật chúng lại biết tai nạn sắp đến chúng có khả năng biết trước hay là chúng có gì hơn con người thưa sư phụ đúng tâm của chúng rất đơn thuần tâm rất đơn giản à tâm của con người rất phức tạp nếu tâm con người đơn giản thì con người sẽ biết vì thế khi tâm bạn thanh tịnh thì bạn có thể cảm nhận được biết trước được rất nhiều việc động vật chúng chỉ biết tìm thức ăn bụng đói rồi thì mới ăn những động vật nhỏ sau khi đo rồi thì chúng tuyệt đối không ức hiếp các động vật nhỏ khác bạn quan sát tỉ mỉ động vật thì bạn sẽ thấy vì thế nên động vật lương thiện hơn con người chúng có thể không sai chỉ cần tâm có định thì có thể biết được định sanh ra quệ tâm của chúng định hơn so với chúng ta phải không ạ à? đúng chúng rất đơn giản cuộc sống của chúng chỉ là biết tìm thức ăn ngoài điều này ra chúng không nghĩ tưởng lung tung gì cả con người thì không như vậy ngoài việc tìm thức ăn những thứ họ nghĩ ngợi thì quá nhiều quá phức tạp nếu không như vậy thì con người sẽ nhạy cảm hơn chúng rất nhiều cho nên vì sao người tu tập họ lại có thể cảm nhận được biết trước được tâm càng thanh tịnh họ tu thiền định trong định cảnh giới nào họ cũng thấy được nhưng hiện tại họ thấy được thường không nói ra vì sao lại không nói ra thiên cơ bất khả lộ bạn phải chịu quả báo ra sao bạn không có cách nào để trốn trốn được lần này nhưng lần sau trốn không thoát tạo ra cái nhân này thì nhất định phải nhận lấy quả báo như vậy không sai thường là họ khuyên mọi người đoạn ác tu thiện trong lời nói có ẩn ý chính mình phải tự lãnh ngộ phải tự tìm hiểu con người phát tâm chân thành sám hối nhận mình sai cải tà quy chánh Thì nạn tai có thể hóa giải được Thưa sư phụ Ngài từng nói Con cái với cha mẹ có bốn loại nhân duyên Đó là báo ơn báo oán trả nợ đòi nợ Vậy giữa động vật chúng ta có nhân duyên như thế nào ạ? À? Cũng như vậy Cũng như vậy à? Đúng Cũng như vậy Trước đây bạn có nhân duyên này Bây giờ chúng trở thành động vật Động vật có duyên với bạn Mèo con, chó con đến nhà bạn Đây đều có nhân duyên Ồ, oh, đều là có duyên Đúng vậy Là có duyên Không có duyên Không thể ở cùng một chỗ Duyên cạn thì thời gian ngắn Duyên sâu thì thời gian dài Hiện nay có rất nhiều gia đình đều nuôi thú cưng có người yêu thương thú cưng hơn cả những người thân của họ. Còn có một người bạn thân, có một hôm con chó của cậu ta đã rất già rồi bị bệnh, cha của cậu ta lại đang cấp cứu ở bệnh viện. Cậu ấy bỏ con chó ở nhà đi đến bệnh viện. Kết quả là khi cậu ta trở về thì con chó đã chết. Từ đó chỉ sau, cậu ấy không về nhà của mình nữa, cậu ấy không nhận cha của mình luôn. Cậu ấy rất đau khổ. Cậu ấy nói với con, tôi rất hận cha tôi. Bệnh lúc nào không bệnh lại bệnh ngay lúc con chó của tôi bị bệnh Tôi hận ông ta Tôi quả thật là tức chết đi được Hôm đó không vì ông ta thì con chó của tôi sẽ không chết Con thật sự không hiểu nổi việc này Thưa sư phụ Nghe nói Loại tình cảm của cậu ta đối với con chó là như thế nào Còn thái độ của cậu ấy đối với người cha ruột của mình thì sao Còn thấy khắp nơi rất nhiều người nuôi thú cưng Dường như đã trở thành phong trào con không biết hiện tượng này là như thế nào nữa Đây là người Tự tư Tự lợi Chấp trước rất sâu nặng Từ nhỏ Đã không được giáo dục tốt Nếu như cậu ấy Được giáo dục tốt Thì sẽ không như vậy Vì sao vậy? Vì quan hệ giữa người với người Giữa người với động vật Đã bị cậu ấy làm đảo lộn rồi Điên đảo rồi điên đảo rồi Trong tất cả mối quan hệ Quan hệ giữa cha mẹ và con cái Là thân thiết nhất Đây là mối quan hệ đầu tiên Làm sao bạn có thể để mối quan hệ với thú cưng vượt qua mối quan hệ với cha mẹ Đạo lý này ở đâu ra Đây là đại bất hiếu Là đại bất hiếu Đúng vậy Nhưng tại vì sao là như vậy Vì không có người dạy cậu ta Cậu ta không được sự dạy dỗ này Thực tế mà nói Cũng không thể trách cậu ấy Kinh vô lượng thọ nói rất đúng Đời trước ngu muội Không biết đạo đức Không ai chỉ bảo Đâu có gì lạ Nên bạn đừng trách tội cậu ấy Trung Quốc chúng ta Giết bỏ đi văn hóa truyền thống Tôi thấy tổng cộng Khoảng 7 tám đời rồi 200 năm rồi Đều không có ai chỉ bảo Vậy thì làm sao cậu ấy biết được Cả đời cậu ấy không thấy qua Cậu ấy cũng chưa từng nghe qua Cậu ấy chỉ biết mình thích điều gì Thì đem điều đó đặt lên trên hết Hiện tại có bao nhiêu người Có thể đặt cha mẹ ở vị trí đầu tiên chứ Thời xưa nhất định phải đặt cha mẹ Ở vị trí đầu tiên Bạn đặt cha mẹ ở vị trí thứ hai Thì người trong xã hội sẽ xem thường bạn Vì sao vậy? Người ta nói bạn không bằng cả loại súc sanh Bạn làm sao có tư cách làm người chứ Nhà Phật cũng đặt cha mẹ ở vị trí đầu tiên nhà phật cũng đặt cha mẹ vị trí đầu tiên hiếu thảo bạn xem câu đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ câu thứ hai là phụng sự sư trưởng phật là thầy giáo phật còn đặt ở vị trí thứ hai cha mẹ đặt ở vị trí thứ nhất đây là do thích ca mâu ni phật dạy không phải đặt phật ở vị trí đầu tiên trước tiên phải yêu thương cha mẹ của mình đúng vậy bạn mới có thể yêu thương thầy cô Ngay cả cha mẹ bạn còn không yêu thương Thì bạn yêu thương người khác là giả dối Không phải là thật Đúng vậy, con người hiện nay điên đảo rồi Bây giờ không còn cách nào nữa Hiện nay khi đi trên đường Rất nhiều người đang áo len cho thú cưng Một người hàng xóm của con đang rất đẹp Sau này con hỏi cô ta Sao cô không đang một chiếc áo len cho mẹ cô Cô ta trả lời tôi làm gì có thời gian chứ Đúng vậy Thưa sư phụ có người đặc biệt sợ hãi đối với một loài động vật nào đó thậm chí ngay cả hình ảnh của loài động vật này cũng không dám xem đây là do nguyên nhân gì ạ à? đây là do quá khứ đã từng bị loài động vật này làm hại trong tâm họ vẫn còn sợ hãi việc này khi thôi miên có thể tìm ra được nguyên nhân của nó nhất định là ở một kiếp nào đó đã từng bị loài động vật này đã làm hại cho nên họ sợ hãi một người diễn viên của chúng con hễ anh ta thấy con gà khi chúng con quay phim thấy con gà là anh ta rung cầm cầm sợ đến nỗi không thể tả được thưa sư phụ có phải kiếp trước anh ta là con sâu không rất có thể nó bị con gà này ăn thịt cho nên khi thấy gà thì rung cầm cập đúng không ạ à? đúng vậy không sai thưa sư phụ đạo phật nói lục đạo luân hồi rất nhiều người trong xã hội không hiểu thế nào gọi là lục đạo cũng không biết cái gì gọi là luân hồi Cậu không biết rõ quỷ thần, hồn trẻ con và hồn động vật ra làm sao Quan hệ của họ với chúng ta như thế nào Xin Ngài hãy nói rõ cho chúng con hiểu Vì có rất nhiều người không hiểu rõ những điều này Muốn nói rõ điều này Phải cần rất nhiều thời gian Thường xuyên nghe giảng kinh Thì sẽ hiểu được những vấn đề này Nghe giảng kinh sẽ hiểu được Điều ở trong kinh Ngài đã giảng đúng không ạ à? Đúng vậy không sai Vì nếu họ muốn biết Vì trước khi con đến đây có rất nhiều người Có một anh diễn viên muốn hỏi vấn đề này vậy con sẽ mang đĩa giảng của Pháp Sư Đại Kinh Giảng và Khoa Chú cho anh ta xem Tất cả vấn đề đều ở trong đó rồi đúng không ạ à? Không sai Vì vấn đề này ý nghĩa rất rộng Chỉ trong một thời gian ngắn thì không thể giải thích được Thưa Sư Phụ, vậy con sẽ mang đĩa giảng của Ngài tặng cho anh ta Trước tiên phải biết Con người có ba đời Có kiếp quá khứ Có tương lai Con người không phải chết rồi là hết Nếu vậy thì dễ dàng quá rồi Trên thực tế sau khi chết bạn sẽ phải đi đầu thai Khi đầu thai có tổng cộng là 6 đường Đó gọi là lục đạo Phía trên là cõi trời Đạo đầu tiên của lục đạo Cõi Atula cũng là cõi trời Và cõi người Đây gọi là tam thiện đạo Ba đường phía dưới gọi là tam ác đạo Gồm có súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục sau khi chết bạn đi đến đâu đây là vấn đề rất quan trọng trong lục đạo tuổi thọ ở cõi người ngắn tuổi thọ ở cõi trời dài tuổi thọ ở cõi quỷ dài tuổi thọ ở cõi địa ngục dài vì thế con người khi chết rồi đừng sợ bạn phải biết mình đi về đâu ai làm chủ lục đạo chính bản thân mình làm chủ, tập khí làm chủ. ví dụ như là sở thích, nếu bạn thích ca hát thì nhất định bạn sẽ tụ tập với những người bạn ca hát. bạn thích bài bạc bà, thì nhất định bạn thường tụ tập với những người cờ bạc. đó chính là sở thích của mình mà. cho nên bạn thích điều gì thì bạn sẽ đi vào đường đó. hệ bạn thích thì bạn sẽ bị dẫn dụ. bản thân không làm chủ được thì sẽ tùy nghiệp lực mà lôi đi chúng ta lúc bình thường hiểu rõ đạo lý này phải trao dồi sở thích của mình phải là những sở thích tốt không có những sở thích xấu phải tập cho bản thân những sở thích tốt phải là mặt tốt không có những mặt xấu làm xấu tạo tội nhất định là đi vào đường ác cho nên người niệm phật nhất định là sẽ ở cùng với những người bạn niệm phật đây là điều thiện trong điều thiện Nhưng bây giờ học Phật cũng rất là khó khăn Vì sao vậy? Vì người giảng kinh quá ít Khi Thích Ca Ni Phật còn tại thế Ngài giảng kinh dạy học 49 năm Không có gì khác Phật Pháp chính là dạy học Những Phật sự tụng kinh bái xám siêu độ này Mới có sau này Thời của Phật không có cho nên phật pháp chánh tông là dạy học mọi người cùng cộng tu tham thiền niệm phật đều thuộc về cộng tu đây đều là việc tốt rất nhiều người nói với con họ nói chúng ta ăn thịt cũng có thể chính là ăn thịt cha mẹ của chúng ta có thể đúng vậy sao sư phụ có thể cha mẹ đầu thai vào đường xúc xanh thật sự là có chứ không phải là không có thật sự là có việc này họ đầu thai vào trong nhà của bạn họ có duyên với bạn họ không nỡ rời khỏi nhà trong lục hợp diện mà hiện giờ tôi đang ở có một con mèo con mèo này nhất định là chủ nhà trước đây nó rất thích nơi đó nó nhận biết được chỗ ở không nhận biết người trong nhà nó ngồi ở chỗ đó nhất định là chỗ ngồi của chủ nhà nó ngồi lên chỗ của chủ nhà nhảy lên trên đó nằm ngủ nó không đến những nơi khác vì thế bạn quan sát thế nào cũng biết nó là chủ của ngôi nhà này nó chấp ngôi nhà này nó không đỡ rời khỏi đúng vậy nó không chịu rời khỏi con mèo này cũng rất ngoan nó không rời khỏi chỗ đó nó chỉ đi lại trong giường Nó không đi quá xa Đây là tham luyến Tôi ở nơi đó là đời chủ thứ năm Tôi nghĩ nó có thể là đời chủ thứ nhất Thứ hai Thưa sư phụ, con người chúng ta thật sự Khi cầm miếng thịt trên tay Phải nghĩ xem có thể là cha mẹ kiếp trước của mình không có phải là cha mẹ thầy giáo đời đời kiếp kiếp của mình không? Không sai, không sai Cho nên bạn hiểu rõ chân tướng sự thật này Bạn sẽ không dám ăn Không dám làm như vậy Đúng vậy, không dám làm Giả lại ăn chay thật sự là Rất tốt cho việc nuôi dưỡng cơ thể Bạn nói ăn chay không khỏe mạnh sao? Tôi đã ăn 61 năm rồi Không phải vẫn tốt đó sao? Từ trước đến đây chưa từng bị bệnh Chưa bao giờ nhập diễn thưa sư phụ Con ăn cũng được 14-15 năm rồi Con cảm thấy lợi ích thứ nhất là Tính thịt của con thay đổi Trước kia khi con ăn thịt Con thường hay nổi nóng Người nhà con đều nói con là một quả bơm hẹn giờ Hãy chăm lửa là nổ tung Chính là cảm thấy được điều này là rõ rệt nhất Hơn nữa rất nhiều người nói Từ sau khi cô ăn chay Ánh mắt của cô cũng thay đổi Trước kia ánh mắt của con rất dữ tợn Thưa sư phụ họ nói là sát khí Sát khí, điều này có liên quan đến việc ăn thịt của con không? Có liên quan sau đó các con của con đều nói Mẹ à, mẹ đã rất ít nổi giận rồi Nghe nói điều này thật sự có liên quan đến việc ăn thịt sao Đúng, có liên quan Cho nên ăn chay là đảm bảo vệ sinh Bảo vệ tính tình Nổi đóng là tính tình không tốt Còn phải bảo vệ cái tâm Là tâm từ bi Thưa sư phụ, trước đây con ăn thịt Vì đường ruột của con không được tốt Con thường bị hôi miệng, mùi hôi rất khó chịu Mẹ con vì vậy mà thường hay mắng con Vì sao lúc con không dám ăn thịt nữa Con cảm thấy đường ruột của con sạch sẽ hơn không sai Hơn nữa con thật sự cảm thấy bản thân mình Không còn hôn trầm nữa Đúng vậy Thật sự là rất tốt Cho nên ăn chay rất lợi ích Người biết được rất ít Lợi ích rất nhiều so với thức ăn thịt Thật sự khiến bạn khỏe mạnh sống lâu Thưa sư phụ Trước đây con có bị mắc bệnh Tam cao Vì con phải nuôi dưỡng cha mẹ Người nhà của con Em gái con Em trai con Hơn 30 tuổi đều uống thuốc hạ huyết áp trước đây khi con chưa ăn chay con cũng bị huyết áp cao mỡ trong máu cao gan nhiễm mỡ cái gì cũng đều bị cao sau này từ khi con ăn chay con sợ mẹ con lo lắng nửa năm thì con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe bác sĩ ban máu của con cho những người khác xem ông ấy nói anh xem máu của người này rất sạch con cảm thấy quả thật là rất tốt mọi người nên thực sự vì sức khỏe của bản thân mình mà ăn chay đúng vậy không sai thưa sư phụ con cảm thấy con có một cảm giác rất đặc biệt chính là diễn viên chúng con ai cũng muốn làm đẹp khi lần đầu tiên con gặp sư phụ thật sự là con nhìn mãi khuôn mặt của ngài con nói sư phụ ngài thoa mỹ phẩm cao cấp gì sắc mặt của ngài thật tốt luôn luôn muốn hỏi sau đó con liền hỏi người bên cạnh sư phụ thoa mỹ phẩm cao cấp gì vậy thế là người bên cạnh liền trả lời sư phụ từ trước giờ không lừa gạt ai từ trước đến giờ không thoa mỹ phẩm cái gì cũng không dùng chỉ là do ăn chay sau đó là do tâm của ngài thanh tịnh cho nên sau đó con nói với mọi người diễn viên các bạn thường kể với nhau mỹ phẩm gì đó mấy ngàn mấy chục ngàn con lại nói các bạn ăn hay thoa cái gì cũng không bằng thầy của chúng tôi da mặt rất sạch sẽ là do ăn chay và tâm thanh tịnh sư phụ nói chính là hai điều này có đúng không ạ à? đúng vậy thật vậy ạ à? cho nên tại đây con cũng muốn nói với những người bạn đồng nghiệp của mình thật sự như vậy đó ăn chay bạn hãy thử xem và sau khi bạn siêng năng niệm phật tụng kinh Tức là bản thân mình có tâm từ bi Nuôi dưỡng tâm từ bi của mình Sau đó tự tâm của bạn sẽ thanh tịnh Đó chính là mỹ phẩm tốt nhất Lại tiết kiệm tiền Đừng nên tiếp tục ăn thịt nữa Ăn chay, đậu phụ, dân dân Rất tốt Thưa sư phụ, con đang nghĩ Bây giờ ngài thủ tướng kêu gọi mọi người bỏ ăn thịt Đổi sang ăn đậu phụ Sư phụ cho rằng đậu phụ bây giờ có an toàn hay không vậy? Tôi nghe nói hiện nay Đậu nành Bị người nước ngoài biến đổi gen Có nhiều vấn đề bất ổn rồi Cho nên việc này khiến chúng tôi nghĩ đến Năm 1970 Tiến sĩ người Anh Thang Ân Tỷ Ông ấy khi đó đã nói Ông phản đối Dùng thuốc trừ sâu phân bón hóa học chủ trương của ông là canh tác nông nghiệp của con người phải quay về với thời quá khứ toàn bộ dùng sức lao động của con người để trồng trọt ông ấy nói như vậy mới là khỏe mạnh nhất lời nói này rất có đạo lý vì là khi trồng đậu nành không nên phun thuốc trừ sâu tốt nhất là đừng nên dùng thuốc trừ sâu đừng dùng phân bón hóa học đương nhiên hạt giống đầu nành bây giờ của mỹ xuất khẩu đều là biến đổi sen vì này là không bình thường con người tuyệt đối phải nhớ là phải quay về với tự nhiên tự nhiên là khỏe mạnh nhất bạn thay đổi tự nhiên thì vấn đề nhất định sẽ nảy sinh không thể thay đổi tự nhiên Cách phối giống của nhà khoa học là Dùng gen để phối giống Đây chính là thay đổi tự nhiên Những vật bị thay đổi tự nhiên rất nhiều Ví dụ như các loại trái cây Bạn xem cái ăn quả bây giờ vừa to vừa đẹp Nhưng ăn vào không có mùi vị gì, gì cả Tôi ở Đài Loan Họ cho tôi xem quả xoài Quả xoài lớn như thế này Trước giờ tôi chưa nhìn thấy qua Xoài nhỏ trước đây chỉ lớn như vậy thôi Mùi vị của xoài rất là thơm ngon Loại xoài lớn bây giờ không có mùi gì gì Sư sư phụ, xoài trước kia nhỏ như vậy sao? Đúng, xoài nhỏ như vậy Bây giờ xoài đều to như vậy Đúng, đó đều là vấn đề Đó đều là do biến đổi gen đúng không ạ? Biến đổi gen Đẹp, nhưng không có mùi gì Giá trị dinh dưỡng kém xa Giống sinh trưởng tự nhiên Vì vậy mà không thể không chú ý bạn hãy xem việc nuôi gà chúng tôi ở úc vẫn còn thấy nông dân nuôi gà thả rong bên ngoài để tự nó đi tìm thức ăn đó là tự nhiên trời nuôi gà bây giờ toàn dùng chất hóa học khi nuôi bằng những thứ này đó là không tự nhiên tự nhiên là khỏe mạnh nhất Khi mẹ con ở bệnh viện, ở khoa tiêu hóa, con nghe được một loại bệnh có liên quan đến biến đổi gen. Đó là bệnh Crohn. Thưa Thầy, toàn là những đứa trẻ còn rất nhỏ. Gia đình vì bệnh này mà phá sản. Tại vì sao lại bị mắc bệnh Crohn này? Chính là ăn những thức ăn bị biến đổi gen. Thí dụ như thịt. Còn có những thức ăn như là trái cây chẳng hạn. Sau đó, những đứa trẻ này bị thối rửa đường ruột. Ngày nào cũng có ngừng bài tiết. Thối rửa đường ruột. Thì làm phẫu thuật lấy ruột già ra trước Qua vài ngày, ngày lại lấy ruột non ra Cuối cùng là đại tràng cũng lấy ra luôn Kết quả là mỗi ngày đi đâu cũng mang theo túi phân Đau đớn vô cùng Tuổi thọ cũng không dài Đó đều là do biến đổi trên tạo thành Đúng vậy không sai Phải đặc biệt chú ý điều này Nếu ăn phải những thức ăn này Thì sẽ mất mạng Nguy hiểm chết người Giả lại còn rất đau khổ Thưa sư phụ Sư phụ nói ăn thức ăn như thế nào là khỏe mạnh nhất Tốt nhất là tự mình trồng Tự mình trồng Đúng vậy Chúng ta hiện nay bị ép buộc Không còn cách nào khác Tôi ở Úc là làm nghề nông Chúng tôi mua rất nhiều đất Bằng khoảng hơn 10.000 mẫu Trung Quốc Chúng tôi không tự mình trồng được Chúng tôi nhờ nông dân Canh tác giúp chúng tôi Chúng tôi trả tiền công cho họ một ngày bao nhiêu tiền vậy? Mỗi ngày 8 giờ đồng hồ Họ trồng giúp chúng tôi Khi thu hoạch thì tất cả đều là của chúng tôi Chúng tôi tự dùng Phần còn dư thì đem bán Sau khi bán xong số tiền này trả tiền công Vẫn còn có lời Cho nên tôi nghĩ là đợi khi kinh tế của đạo tràng ổn định Có thể không cần nhờ giả tín đồ nữa Không dựa vào tín đồ Dựa vào tín đồ cúng dường Tâm không an ổn Tôi có thu nhập Cho nên tôi mua đất canh tác Cách làm này đã thành công rồi Đầu năm ngoái Chính là lần thu hoạch đầu tiên của chúng tôi Lô gạo đầu tiên Chúng tôi thu hoạch Được 13.000 kg Chúng tôi đem ra chợ bán Mọi người rất nhiệt tình ủng hộ Vì sao vậy? Đây không chỉ là cơ hội mua gạo không có thuốc trừ sâu không dùng phân bón hóa học mà ruộng của chúng tôi đều được tưới bằng câu phật hiệu đều để cho những cây lương thực này lớn lên trong câu phật hiệu phát triển rất tốt một số nông dân đến chỗ chúng tôi tham quan đều hỏi chúng tôi trồng như thế nào mà được như vậy chúng tôi liền đem những phương pháp này nói cho họ nghe Mong rằng sau này Họ đều hướng về sự thuần túy của tự nhiên Cuộc sống thuần túy của tự nhiên Đúng vậy Phân bón của chúng tôi Dùng là phân gợp Phân gợp à thưa thầy Đúng vậy Tức là đào một cái hố lớn Gơm lá cây, lá rau rụng Cho vào cái hố đó Sau đó dùng cỏ đắp lên Từ đó phân quỷ Phân bón này cũng là tự nhiên oh. Không dùng phân động vật Không dùng Con về con cũng làm thử xem Tóm lại bạn cũng nên dùng phân bón của tự nhiên là tốt nhất Phân bón của tự nhiên là tốt nhất Thưa sư phụ Động vật sau khi bị giết Thần thức của chúng sẽ biết rõ hoàn cảnh Đời đời kiếp kiếp của chúng đúng không ạ? À? Đúng vậy Nhất định chúng cũng biết rõ nguyên nhân mình bị giết Vì tại vì sao chúng vẫn muốn báo thù con người Ai muốn bị người khác giết chứ Chúng ta bị người khác giết hại chúng ta có thể tha thứ cho họ không đúng vậy chính là đạo lý này thật sự khi bị giết hại mà có thể tha thứ cho họ đó là người có đạo hạnh có công phu tu dưỡng không có công phu này thì không thể được rồi mấy ai có thể được như nhẫn nhục tiên nhân bị sát hại nhưng không có tâm oán hận còn nói với người sát hại mình sau này tôi thành phật người đầu tiên tôi độ là ông vì người giết người này có tội không có tội nhưng không kết tội với người bị giết bản thân người giết là có tội tội của ông ta là từ đây mà kết thành tức là không có báo thù nhưng người bình thường ai mà không báo thù chứ tất cả động vật đều là báo thù rất nhiều những gia đình giết chó giết mèo giết heo giết gà trong gia đình họ thường xảy ra rất nhiều chuyện sau đó thì tình trạng sức khỏe bị thế này thế kia xin hỏi sư phụ việc này là như thế nào ạ à? đây là oan oan tường báo bạn thường ăn thường giết khi phước báo của bạn không còn được bao nhiêu thì những quan gia trái chủ này liền xuất hiện ngay bạn ngày nào cũng ăn chúng nếu bạn bình yên vô sự là do phước báo của bạn lớn chúng không dám làm gì nhưng chúng vẫn ở đó chờ cơ hội có người có thể đợi mấy chục năm rất đáng sợ giống như chuyện của ngài ngộ đặc quốc sư trong nhà phật kể lại oan gia trái chủ của ngài đợi ngày mười kiếp kiếp nào cũng đi theo ngài nhưng ngài đều xuất gia lại tu hành rất tốt có thần hộ pháp bảo vệ nó không có cách nào để báo thù đến kiếp thứ mười kiếp này ngài trở thành quốc sư tu hành tốt là thầy giáo của vua lúc đó vua cúng dường cho ngài một cái ghế ngồi bằng trầm hương Ghế ngồi của quốc sư Làm bằng trầm hương Dinh dự biết bao Sau khi ngài nhận thì tâm ngạo mạn khởi lên Cảm thấy rất đắc chí Nhà vua cuốn dường Người xuất gia trong thiên hạ Không ai bằng ta Tâm động niệm vừa khởi lên Thì thần hộ Pháp Lập tức rời khỏi ngay Hoàng gia trái chủ liền nhập vào người của ngài Tạo thành một cục ghẻ hình mặt người Suýt tí nữa là mất mạng một vị A-la-hán đã cứu Ngài Đây chính là nguồn gốc của từ bi Tam mùi thủy xám Mười kiếp tu hành Cuối cùng còn khởi niệm như vậy Tâm niệm vừa động Thì công phu tu hành liền không còn nữa Cho nên tâm ngạo mạn Rất đáng sợ Bạn xem Trong luận ngữ Khổng tử nói nếu một người có tài Như Chu Công Nhưng người này có tâm ngạo mạn Có tâm keo kiệt Khổng tử nói Thì những phẩm chất khác của người đó Không cần quan sát làm chi Những cái khác của họ đều là giả Không phải là thật Ngạo mạn thật đáng sợ Lời của người xưa nói rất hay Học vấn thâm thời Ý khí bình Người càng thật sự có học vấn Thật sự có đạo đức thì tâm tính hòa nhã, khiêm tốn, cung kính. Bạn xem khổng tử cả đời ngài đối xử với người rất khiêm hạ, kính trọng. Thức ca Ni phật không dám xem thường bất cứ ai. Ngạo mạn là phiền não, đó là phiền não rất nghiêm trọng. Sao tham sân si chính là mạng ngạo mạn, rất khó tránh khỏi khi người đang đắc chí thì không biết bất giác lộ ra khi nghèo khó thì rất khiêm tốn khi đắc chí thì không như vậy nữa đây là điều thường tình của con người thế gian đây là phiền não của người bình thường bạn không thể khắc phục được thì sẽ không thể thành tựu thưa sư phụ giống như con gì thùng rỗng kêu to cái gì cũng đều không hiểu cái gì cũng không biết nhưng lại rất kiêu ngạo cho nên con phải khắc phục tập khí này của mình Thật là quá xấu hổ Khiêm hạ lại Phật chính là tập khiêm hạ Lại Phật chính là tập khiêm hạ Cái đầu tôn quý nhất của chúng ta Lại chân của Phật Đây là tập khiêm hạ Tôn kính đối với Phật Sau đó Lại mang tấm lòng tôn kính đó Chuyển sang tất cả chúng sanh Đều phải tôn kính như vậy Chúng ta thường nghe nói sát sanh sẽ đoạn mạng Xã hội hiện nay phát hiện rất nhiều những doanh nhân tài giỏi Chết rất sớm Khiến cho mọi người rất kinh sợ Đưa ra hai thí dụ sau Ngày 10 tháng 4 năm 2004 Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty McDonald's Mỹ Dây chuyền nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất thế giới Chết do bệnh tim bộc phát Người tiếp nhận thứ hai cũng chết do ung thư ruột Ngày 21 tháng 12 năm 2004 Ông tổng của công ty được gọi là Trung Hoa Đệ Nhất Thố vào người tiếp nhận biểu dương của chính quyền nguyện xác chết của ông được một người lao công phát hiện ở bên bờ sông xin hỏi sư phụ cái chết của họ có liên quan đến sự nghiệp của họ không có liên quan nếu nghề này không lợi ích thiết thực đối với xã hội đối với mọi người thì đều phải chịu nhận quả rất nghiêm trọng cho nên người làm ăn hiện nay chỉ biết kiếm tiền không có quan niệm đạo đức. Những thứ đồ này của họ đều có độc, đều là hại người, nhưng họ vẫn tiếp tục làm. Hiện tại họ kiếm được một ít tiền nhưng rất có hạn, khi họ chết thì sẽ chết rất thê thảm và sau khi chết nhất định đọa địa ngục. Nếu họ biết như vậy thì nhất định sẽ không dám làm. Người làm ăn thời xưa Người làm ăn có đạo đức Thì họ có quan niệm đạo đức của họ Lợi nhuận có thể kiếm bao nhiêu Không được vượt quá ba phần Vượt quá ba phần là có tội Là quá đáng rồi Thật sự là quá đáng lắm rồi Còn bây giờ không chỉ dừng lại ở ba phần Bây giờ là lời gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần Bỏ ra một đồng thì muốn kiếm đến trăm đồng Đây gọi là làm sai đạo trời Đúng vậy Trước đây 10 đồng vốn kiếm 3 đồng lời Vậy là nhiều lắm rồi Người làm ăn có đạo đức 10 vốn một lời 10 đồng tôi chỉ kiếm lời một đồng thôi Thưa sư phụ Khi khuyên người làm nghề sát sanh Đổi nghề Thì họ nói Tôi không làm nghề này thì làm gì Cả nhà tôi già trẻ lớn bé Không phải sẽ chết đói hay sao Người đói chết không phải cũng sát sanh sao con người cần phải ăn thịt Cần phải có người làm nghề này Vậy tôi không phải phục vụ cho mọi người hay sao Xin hỏi sư phụ nói như vậy có đúng không Nghe có vẻ là đúng Nhưng thật ra là sai Việc làm lợi ích cho mọi người rất nhiều Ngành nghề rất nhiều Nghề nào cũng có thể chọn lựa Tại vì sao lại chọn nghề này chứ Đã là ân trên sinh ra bạn Sinh bạn ra tuổi thọ bao nhiêu Cuộc đời này có bao nhiêu phước báo cũng đều đã định cả rồi. Bạn không có cách nào vượt qua. Bạn thọ 100 tuổi. Có phước báo của 100 tuổi, bạn ra sức hưởng thụ 50 năm thì hưởng hết rồi, 50 năm thì đã chết rồi. Bạn phải dùng tính mạng để đánh đổi. Người hiểu được điều này thì họ sẽ không làm như vậy Cho nên việc gì cũng nhất định không nên quá đáng Quá đáng làm sao có quả báo tốt Làm sao có đạo lý này Chúng ta thấy quả báo chỉ là thấy trước mắt Nhà Phật gọi là hoa báo Giống như thực vật nở hoa rồi kết quả vậy Quả ở kiếp sau Kiếp sau là quả báo So với cái này nghiêm trọng hơn rất nhiều Hoa báo bạn chỉ chịu một chút đau khổ Quả báo là ở ngạ quỷ địa ngục Vì thế ba nhà nho thích đạo Đều tin vào việc giáo dục nhân quả Con người bây giờ không tin Không phải nói việc này tin thì có Không tin thì sẽ không có Không phải như vậy không tin vẫn có Đến khi quả báo xuất hiện Thì bạn có hối hận Cũng không kịp nữa rồi Tuyệt đối không phải là trò đùa Tuyệt đối không phải trò đùa Sư phụ giảng kinh đã nhiều lần nhắc đến Không nên làm nghề sát sanh Có nhiều nghề sát sanh làm ăn rất khấm khá giống như gà quay gà hầm gì gì đó nào là thịt nhúng vân dân, tại vì sao họ đều có danh tiếng hơn trăm năm còn truyền lại cho thế hệ sau đến bây giờ vẫn chưa thấy xin hỏi sư phụ đối với hiện tượng này chúng ta phải có cách nhìn như thế nào ạ à? hiện tượng này chính là sự tích đức của tổ tiên họ sự tích đức của họ trong đời quá khứ làm nghề giết mổ này là tổ phước đức nhưng vì phước báo của họ quá lớn. Thí dụ như gia đình họ có phước báo 500 năm. Bây giờ làm 300 năm vẫn chưa thấy suy vong, nhưng cũng sắp suy rồi. Đang bị khấu trừ rồi mà. Phước báo của 500 năm mà bạn chỉ mới hưởng có 300 năm thì đã hưởng hết rồi. Sau khi hưởng hết thì tai nạn sẽ đến. Không phải hưởng đời đời kiếp kiếp. Đời đời kiếp kiếp là gì? Đời đời kiếp kiếp tích đức vậy thì phước báo của bạn sẽ hưởng không hết ngày nay chỉ hưởng phước vẫn cứ tạo nghiệp bất thiện họ chính là được bảo vệ bởi phước báo đã tạo trong quá khứ họ chính là đang hưởng phước báo của tổ tiên không sai hưởng của tổ tiên cũng là hưởng phước báo của chính bản thân họ tu trong quá khứ sẽ hưởng hết chứ không phải hưởng không hết thưa sư phụ hiện nay còn có những ông chủ của một số cửa tiệm nổi tiếng họ lấy tên tuổi của tổ tiên mà kiếm tiền ví dụ như kinh doanh ngành nghề gì đó bí quyết này là do tổ tiên của tôi truyền lại sau đó dùng tên tuổi của tổ tiên họ việc làm này của họ có ảnh hưởng như thế nào đến tổ tiên của họ vậy sư phụ đây là bất hiếu đây là bất hiếu sao đúng vậy cái mà tổ tiên để lại là tốt là vậy bạn phải đi cứu người cho nên không được quá đáng Cả đời này của mình Có thể đủ ăn, đủ mặc, ấm no Có một căn nhà đủ để che mưa, che nắng là được rồi Phải biết đủ Phần còn dư lại phải giúp đỡ xã hội Giúp mọi người Vậy thì bạn mới có thể tích lũy phước báo Bạn càng hướng Càng nhiều Mà còn hướng ngoài không hết Nếu bạn cho rằng ra sức kiếm tiền mà còn bán thuốc giả để lừa gạt mọi người. Phước báo của bạn sẽ hết rất nhanh. Phước báo của bạn đại khái không đủ để bạn hưởng hết đời này. Vì thì cuối đời của bạn sẽ vô cùng thê thảm. Quả báo sẽ hiện ra trước mắt. Hiện ra rất nhanh. Hiện ra rất nhanh, rất nhanh. Kiếp nạn do vậy mà đến. Rất nhiều người đều đang tạo nghiệp tội nghiêm trọng này. Tạo ra tai kiếp của cả thế giới. Nhưng quả là thật Không mấy may sai sót Nếu bạn tỉ mỉ quan sát Thì sẽ thấy việc này đang diễn ra trước mắt Bạn đều có thể nhìn thấy Tai nạn nghiêm trọng Nhà khoa học nói cho chúng ta biết 50-60 ngàn năm chỉ trước Atlantis Chính là Đại Tây Dương bây giờ Nơi đó có đất đai một đất nước vào thời gian đó là đất nước có nền khoa học kỹ thuật phát triển nhất trên thế giới. Nhân dân ngày ngày hưởng thụ, vui chơi hết mình, điều gì cũng không tin. Cuối cùng dùng đất này bị chìm xuống biển. Nhà khoa học nước ngoài có dự báo là Atlantis có thể đổi trở lên họ nói là nếu dùng đất này nổi trở lên thì châu âu và châu mỹ sẽ không còn nữa sẽ chìm xuống dùng đất này sẽ xuất hiện cho nên người nước ngoài nói họ cũng rất muốn thấy dùng đất này thật sự có thể nổi lên nhưng lại sợ mình sẽ bị chìm xuống thưa sư phụ đây cũng được xem là luân hồi đúng không là luân hồi cho nên đây là gì đây là cộng nghiệp mọi người cùng tạo nghiệp bất thiện đây là cộng nghiệp bất thiện tạo thành kiếp nạn lớn này thưa sư phụ hàng xóm của chúng con sau khi giết chết một con rắn thì con gái bị điên đây là vì sao ạ à? Nếu anh ta giết con rắn Thì rắn phải tìm anh ta chứ Tại vì sao lại tìm con gái anh ta Thưa sư phụ Có lẽ Con cái có liên quan đến anh ta Nếu không liên quan Thì không thể ở cùng một nhà Có một số oan gia Chúng không tìm bạn Mà sẽ tìm người bạn thương yêu nhất Khiến bạn càng đau khổ hơn Càng đau lòng hơn Đúng vậy, trong nhà họ Thì con gái của anh ta được cả nhà rất yêu thương Đúng vậy không sai Cho nên nó lấy đi đứa con mà anh ta yêu thương nhất Không sai Vì đồng vật chúng cũng rất thông minh Đúng vậy, đương nhiên rồi Chúng biết bạn yêu thương ai đúng không ạ à? Thật là Không thể tưởng tượng được Đây chính là nhân quả Thưa sư phụ, khi con nghe được câu chuyện này Con cảm thấy quy luật nhân quả hơi bất công Nó tại vì sao lại Đúng vậy, nhưng khi bạn suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy nó rất có lý. Nếu tổ tiên cha mẹ ăn chay giữ giới không sát sanh thì thì sẽ tích âm đức cho con cháu đúng không ạ? À? Đúng vậy. Vì nếu con cháu đời sau ăn chay giữ giới không sát sanh thì tổ tiên cũng sẽ được phước đúng không ạ? À? Sẽ được phước. Cũng sẽ được phước. Cho nên trong tu hành thường nói, một người thành Phật thì củ quyền sanh thiên. Tổ tiên của chính đời đều được sanh lên cõi trời Vì gia đình đã sinh ra được một người con tốt đến như vậy Vì con là con cháu Thưa sư phụ Nếu con ăn chay giữ giới không sắc sanh Rồi sau đó chăm chỉ tu hành niệm Phật Tổ tiên của chúng con nhất định sẽ hưởng được lợi ích Sẽ có được lợi ích Nhất định có được lợi ích Không sai Vì con nhất định phải làm người con hiếu thảo Không sai Đúng như vậy Vì là con người nên con cảm thấy hiếu thảo là cội gốc của luân lý Làm người Thưa sư phụ Con người không bao giờ nhớ là Lúc khó khăn thì động vật Bồ Tát Để giúp chúng ta vượt qua gian khổ Còn có một câu chuyện thưa sư phụ Có một đứa trẻ tên là Phó Vũ Hồng Nhà ở nông thôn nội Mông Cổ Ra đời được 48 ngày thì mẹ bị bệnh chết Sau đó ba bị tổn thương não Nên cũng cần người chăm sóc Trong nhà Chỉ còn có ông nội 80 tuổi không có tiền mua sữa Nên ông bỏ ra 360 đồng nhân dân tệ mua về một con dê Rồi để đứa trẻ tiếp tục bú sữa con dê này Bây giờ đứa trẻ này đã được 2 tuổi rồi Sư phụ xem bức ảnh này Người ký giả đã chụp một bức ảnh Bức ảnh này tên là một gia đình ba người Điều kỳ lạ đặc biệt của câu chuyện này là mỗi khi đứa trẻ này khóc Thì con dê liền tự động chạy vào trong phòng Thưa sư phụ, hiện tượng rất kỳ lạ Dê là phải đứng Nhưng nó vì để cho đứa trẻ này bú Nên nó nằm ở trên giường để cho đứa trẻ bú. Và đứa trẻ này sau khi thấy dê mẹ vào thì nó không khóc nữa. Ngài xem nó đang bú này, đứa trẻ ngủ rồi. Hơn nữa, bà dân này rất rất ngộ nghĩnh. Nó thường nắm râu của dê mẹ nhưng dê mẹ cũng không phiền, cứ để cho nó nắm. Sau đó, họ ở nông thôn nên đứa trẻ phải cùng ông nội đi cày bừa, trồng trọt. Khi đứa trẻ mệt thì dê mẹ rất nhân từ, liền đi chậm chậm để đứa trẻ dịnh vào nó Câu chuyện này làm con vô cùng xúc động Thưa sư phụ Con nghĩ thế này Con cũng là mẹ Con nghĩ nếu có một con chó con mất mẹ Con là loài người Con cũng không thể mang sữa của con cho nó bú được Con sẽ để cho con của mình bú Ngài cho rằng tính của con dê này là con thực sự cảm thấy con dê này mang ơn người trong nhà của họ nên nó đến để trả ơn con dê này đến để trả ơn cho họ sao đúng vậy là đến trả ơn gia đình họ kiếp trước nhất định là có quan hệ rất mật thiết không phải con dê nào cũng như vậy đâu không phải con dê nào cũng như vậy à không phải đây đều có nhân quả thưa sư phụ Có nhân quả Thì sao ạ à? Thì ra là như vậy Con người và con vật đều có nhân quả kiếp trước Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp Không phải con dê nào cũng vậy Không phải Con hiểu rồi thưa sư phụ Con người với con người cũng là do duyên nợ từ kiếp trước Khi không có duyên nợ thì Cho dù ngày nào cũng gặp mặt Nhưng cũng sẽ không có cảm xúc Sư phụ nói điều này con hiểu rõ rồi hiện bây giờ con dê này chuyên nợ lớn như vậy với gia đình của họ nếu sau này con dê già rồi đem nó đi giết ăn thịt gì thì tạo tội nặng rồi có thể họ đã giết tổ tiên của mình đúng không ạ không sai phải tri ân báo ân thưa sư phụ chúng con định sẽ quay bộ phim với nội dung như vậy con đã từng xem một quyển sách nói tào tháo sau khi chết luân hồi làm heo Trên người con heo đó viết tên của ông ta Xin hỏi sư phụ Nghiệp duyên như thế nào khiến ông ta bị đọa làm heo Ông ta cũng là anh hùng một thời mà Anh hùng cũng vậy thôi Ông ta tạo nghiệp quá nặng Bị đọa làm heo Điều này đã bị phát hiện Trên người con heo viết tên của ông ta Khi giết cạo sạch lông Xem thấy Hình như là tạo Tháo kiếp thứ bảy Kiếp thứ bảy không chỉ làm heo mà ông ta nhất định đã bị đọa địa ngục rồi Là từ trong địa ngục ra Rồi lại bị đọa làm heo Để người ta giết Quá khứ giết người ta Bây giờ lại bị người ta giết lại Một mạng đền một mạng Phải đền mạng Đúng không sai Là như vậy quả báo của việc sát sanh Sau đó ông ta cũng bị như vậy Đúng quả báo của sát sanh là khổ nhất khổ nhất sát sanh phần lớn đều là tạo tội địa ngục sát sanh là tạo tội địa ngục ạ à? đúng vậy đọa địa ngục vì giết là sân hận sân hận đọa địa ngục không thể khi giết người mà tâm vui vẻ không thể như thế đúng không đều là tâm sân hận mà giết người vì thế cái tâm sát này không nên có à? không nên có con người hiện nay cái gì cũng dám ăn con có mang theo một số bức ảnh Sư phụ xem Những bức ảnh này đều khiến con người xem kinh hãi Nào là bọ cạp con rết Con rắn ngâm rượu Nhện chiên giòn Nước ép côn trùng Chuột rán Còn có hải mã và sao biển nướng Con người gì tham ăn Mà sát sanh nhiều như vậy Rất nhiều người nói rằng Con người ngoài cái bàn bốn chân ra Thì họ cái gì họ cũng dám ăn Thưa sư phụ Giống như những con vật Con giết trong đời này bám theo con những con vật con giết con ăn trong quá khứ Chúng cũng bám theo con Thí dụ như con đã phá thai bốn lần Thì chúng có theo con không Trước đây con rất thích ăn trứng cá Thưa sư phụ Con thích ăn trứng cá Cảm thấy rất thơm ngon Nhưng ngài nghĩ xem những linh hồn Bồ Tát bé nhỏ này Còn có những Bồ Tát động vật Họ có thể liên kết lại để báo thù con không Có thể Hôm nay không chỉ là liên kết lại để báo thù mà còn liên kết lại để báo thù toàn nhân loại Tại vì sao bây giờ tai kiếp là nhiều như vậy Bạn đừng cho rằng linh hồn thai nhi một mình nó không làm được gì Phá thai giết người Bình quân mỗi ngày vượt qua con số 150 ngàn Mỗi ngày dùng lại một năm hơn 50 triệu 10 năm thì 500 triệu Tôi cho rằng không chỉ dừng lại ở 10 năm, đúng không? Điều này không thể tưởng tượng được. 20 năm con số lên đến 1 tỷ, tôi nghĩ là nhất định số lượng vượt hơn 1 tỷ. Động vật thì càng nhiều hơn nữa. Mỗi năm số động vật bị giết, tôi nghe báo cáo của Liên hiệp quốc, thế giới mỗi năm bị giết là hơn 330 tỷ. Những linh hồn này làm ra mây đen chướng khí trên trái đất của chúng ta bạn xem chúng ta ngồi máy bay từ trên cao nhìn thấy phía dưới sương mù lất phất đó là gì oán khí thật đáng sợ chính oán khí này mang lại tai nạn cho chúng ta họ làm cho khí hậu của chúng ta bất thường tạo ra rất nhiều tai nạn chúng ta hờ hững không cảm nhận được cứ cho rằng đây là tai họa tự nhiên không phải như vậy đâu Họ liên kết lại thì lực lượng này sẽ rất lớn Họ liên kết thì lực lượng này rất lớn Đúng vậy Vậy chúng ta phải làm sao Cho nên chúng ta hiện nay Thật sự phải sám hối với họ Xin lỗi họ Làm Phật sự siêu độ cho họ Có rất nhiều người họ có thể tiếp nhận Oán thù sâu nặng Thì họ không đồng ý tiếp nhận Họ kiên trì nhất định phải báo thù Đi thì sẽ rất rắc rối Cho nên giảng kinh cũng là cách hóa giải Bây giờ ngày nào cũng khuyên họ Chúng tôi hiện nay giảng kinh dùng mạng internet Dùng truyền hình vệ tinh Trong hư không này đối với họ đều có sự ảnh hưởng Đều mang đến lợi ích Đều mang đến lợi ích Họ cũng đang nghe Đúng họ đang nghe Người nghe rất nhiều Thưa sư phụ, hiện nay động vật sau khi bị giết một thời gian rất dài, tức là nói sau khi bị giết một khoảng thời gian dài thì thần thức sẽ rời khỏi xác của chúng. Vậy sau khi chúng rời khỏi xác, chúng ta mới ăn thịt của chúng, chiên xào nấu nướng, chúng còn đau không ạ? À? Vẫn còn đau. Vẫn còn đúng không ạ? À? Sao vậy ạ? À? Chúng vẫn chưa rời khỏi. Động vật cũng giống như con người vậy, linh tánh cao. Thì chúng rời khỏi nhanh Linh tánh thấp Thì rời khỏi lâu hơn Bạn xem trên Kinh Phật Có kể một câu chuyện Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế Có một công trình xây dựng Ở giường kỳ đà cấp cô độc Phật xem có một tổ kiến liền bảo các vị đệ tử đến xem Gọi mọi người đến xem tổ kiến này Phật nói Bảy vị Phật đã ra đời Trong quá khứ Chúng vẫn còn làm thân con kiến. Thỏ mạng của kiến không dài đến như vậy, nhưng nó chết rồi lại đầu thai vào lại cái tổ kiến này. Chúng không rời khỏi tổ của chúng. Chúng không rời khỏi tổ của chúng đúng vậy, chúng tham luyến. Không đỡ rời khỏi cái thân này, vì thế nên chúng làm kiến, chết đi lại đầu thai làm thân con kiến. Luân hồi ở trong cái tổ của nó. Đây là nguyên nhân vì sao? Do chấp trước quá kiên cố Đúng như vậy Bất luận chúng sanh trong đường nào Chỉ cần lòng chấp trước kiên cố Thì khi họ chết đi Tương đối khó khăn Thần thức họ rời khỏi tương đối trễ Nếu họ không chấp trước Giống như người sau khi học Phật Biết được cái thân này không phải là gì mình Vì thì họ sẽ rời khỏi rất nhanh Thân này là giả tạm Thân này không phải là ta Linh tánh là ta Linh hồn là ta Vậy thì họ ra đi rất tự tại Ra đi rất nhanh Mà nghĩ xem Ai mà không yêu cái thân này chứ Ai mà không chấp cái thân này Vậy thì rắc rối lớn rồi Vì vậy, vậy Phật nói cho chúng ta biết Sau khi con người đứt hơi Trong vòng 8 tiếng đồng hồ Không được chạm vào người của họ Vì sao chứ gì Vì họ vẫn chưa đi Thường là 8 giờ đồng hồ An toàn hơn thì tốt nhất là 12 giờ đồng hồ 14 giờ đồng hồ Khi đó thì phần lớn họ đều đã rời khỏi rồi Chạm vào người thì họ sẽ như thế nào? Họ sẽ rất đau đớn Họ không thể nói ra nhưng họ rất đau đớn Khi đau thì họ sanh lòng oán hận Chính lòng oán hận này khiến họ đòi vào địa ngục Chính là người thân đẩy họ vào địa ngục rồi Đúng, đúng vậy Vì thế nếu Phật không nói thì làm sao chúng ta biết được nhưng thế gian bây giờ rất nhiều người Người thân trong nhà vừa mất Thì lập tức thay quần áo Khi người lên mặc quần áo Làm như vậy là không được Đúng không ạ? À? Không được Làm như vậy là có lỗi với họ Đó là mang đến sự đau khổ cho họ Họ đau khổ thì sẽ sanh lòng oán hận Oán hận này sẽ đỏ địa ngục Nếu không thì rơi vào được xúc sanh Thì sẽ đỏ làm rắn độc kiểm ác Họ có độc Vì họ mang theo hận Hận sẽ biến thành độc Thưa sư phụ, tại đây con muốn nói với ngài là, vì mẹ con trước đây rất thường hay lấy nước sôi đổ cho kiến chết. Nhà con có kiến, chúng ăn những vật dụng bằng gỗ trong nhà, sau đó thì gặm đến thế này. Đó là mối. Đúng vậy, sau đó mẹ con liền lấy nước sôi đổ vào chúng còn luộc chết dán, sau đó còn luộc cả chuột nữa. Thưa sư phụ, sau này mẹ con bị bệnh khoảng thời gian cuối cùng đúc sắp ra đi mẹ con chỉ đói mãi một câu nước sôi nước sôi thưa sư phụ có phải là liên quan đến việc luộc chết động vật của mẹ con không không sai có liên quan sau đó biểu hiện của mẹ rất là kỳ lạ giống con vật gì đó ngày nó có đúng không ạ à? khi đó con không biết bây giờ con mới nhớ lại sư phụ nói có liên quan mà có liên quan vì có rất nhiều người rất nhiều người bây giờ đều giết kiến như vậy thưa sư phụ vậy thì đều phải chịu quả báo bạn đã giết bao nhiêu mạng đã hại giết bao nhiêu mạng rồi. Chúng ta có thể thương lượng với chúng được mà. Có thể. Mối ăn cây nhà, Thà để cái nhà bị hư mục cũng không giết chết chúng. Vậy thì chúng sẽ cảm ơn. Chúng sẽ cảm động mà tự rời khỏi. Thưa sư phụ, một khoảng thời gian trước đây có một thông tin là có một cái hồ chứa nước hình như bị kiến đào rộng hết. Vậy ngài nói chúng ta cũng không thể giết chúng sao ạ? À? Không thể giết chúng. Phải thương lượng với chúng mà Đúng vậy Chúng đến phá hoại đồ đạc của bạn Đều là có oán thù Oán thù phải quá giải Không nên dùng cách báo thù Bạn báo thù đó Thì sau này nó lại báo thù bạn Báo tới báo lui Không lúc nào ngừng nghỉ Cả hai bên đều đau khổ Vì sao không quá giải nó tức là khi kiến đến nhà mình, chúng đều có nhân duyên với mình à. Đương nhiên là có nhân duyên. Tại vì sao nó lại không đến nhà người khác. Vậy chúng ta khai thị cho nó, nó có thể hiểu được không ạ? À? Có thể hiểu được. Đúng vậy, chính là tâm chân thành. Tâm chân thành cung kính, chúng sẽ rất cảm ơn. Thưa sư phụ trong xã hội tỷ lệ ly hôn rất cao con cái cũng không nghe lời ngỗ nghịch với cha mẹ bây giờ còn có rất nhiều đứa con cầm dao chém cha mẹ của mình sư phụ nói có liên quan đến ăn thịt sát xanh không ạ à? có liên quan đứa con này đến báo oán là báo oán có thể kiếp trước bạn ăn thịt của nó kiếp này nó đến báo thù báo thù đầu thai vào nhà của bạn Như vậy thì bạn không còn cách nào trốn tránh nữa Cho nên oan oan tương báo Bạn xem từ Hy Thái Hậu đời nhà Thanh Chính là đến báo thù Khi nhà Thanh vừa mới hưng thịnh Còn ở Đông Bắc chưa đến Trung Quốc Bộ tộc Diệp hắc Na La là một tộc nhỏ Nhà Thanh tiêu diệt toàn bộ tộc của họ Tất cả đều bị giết hết Dậu trưởng khi bị giết đã thề với trời Bộ tộc của chúng tôi còn sót là một người nữ nào cũng phải báo thù Từ Hy Thái Hậu chính là con cháu của họ Vì thế sau khi nhà Thanh vào Trung Quốc Trong cung có điều lệ như thế này Đó là nhất định không cho phép Người của bộ tộc Diệp Hách Na La vào cung cho đến hai trăm năm sau, hai trăm năm trôi qua, không có gì xảy ra. nên hoàng đế hàm phong cho phép từ hi vào cung, dù biết bà là con cháu của bộ tộc diệp hết la la, ông cho rằng cả hai trăm năm đâu có việc gì xảy ra, không ngờ là chính bà làm cho nhà thanh sụp đổ, nhân duyên là chính mùi, đúng là như vậy. bạn xem họ có thể đợi hai trăm năm. Lại đầu thai Đến nhà bạn để tiêu diệt bạn Chính là lời nguyện của họ Đúng, đúng vậy Cho nên Một bộ 25 sử Chính là một bộ sách ghi chép về nhân quả 25 sử là gì vậy ạ? À? 25 triều đại của lịch sử Trung Quốc Ồ thì ra là vậy, đúng vậy. Những ghi chép trong đó, nếu bạn quan sát tỉ mỉ thì chính là những ghi chép gì nhân quả báo ứng. Chính là những ghi chép về nhân quả báo ứng, đúng vậy. Thưa sư phụ, có một số người nói không được mua gà sống rồi mang đi giết làm thịt. Nhưng nếu họ ra chợ mua thịt đông lạnh một con vật được phân ra nhiều miếng Nhà này ăn, nhà kia ăn Thần thức của con vật sẽ bám theo tất cả những người Đã ăn thịt của chúng hay sao ạ? À? Đúng vậy, con vật này có linh tánh Thấy nhà nào giận suy rồi Thì tìm nhà đó trước Khi đang còn giận tốt Thì chúng tạm thời tránh đi để đến khi giận suy thì quay lại Chúng cũng biết chọn lựa đó Vì nghĩa là loại thịt này cũng không thể ăn Tốt nhất là đừng ăn Thưa sư phụ Cách thức chúng ta giết hại động vật ngày càng tàn nhẫn Có một món ăn Miền Nam gọi là món thử tam khiếu Sau đây con hỏi thử tam khiếu là gì Vì con có một người bạn đã ăn qua món này Anh ta nói với con Tức là chuột mới sanh ra Long còn chưa mọc dài Khi dùng đũa gấp nó lên Vì nó vẫn còn sống Nên nó kêu lên một tiếng Sau đó nhúng nó vào gia vị Con nghĩ gia vị đó chắc là Canh Nó lại kêu lên một tiếng Rồi cho nó vào miệng Nó lại kêu lên một tiếng nữa Chính là ba tiếng kêu Đây là một món ăn Con còn có một bức ảnh Đây là món ăn nổi tiếng của Trung Hoa Thưa sư phụ Xem con bò này vẫn còn sống Đem nó cột vào khung thép Sau đó lột da sống Người mua đứng bên cạnh Nói là tôi muốn mua miếng thịt ở bên sườn Sư phụ Con bò này Tuy bị lột da Nhưng mắt của nó vẫn là đang mở to Thế là con người không ngừng dày dò nó Tìm ăn như vậy nổi như cồn Chỉ rất mắc tiền Chính vì chiếc bò sống Sau đó thì họ lóc thịt nó từng miếng từng miếng Tôi muốn mua miếng này Tôi muốn miếng phía sau Con người chính vì thỏa mãn sự tham lam của mình Tham ăn của mình Nên ăn từng miếng thịt của nó khi nó vẫn còn sống Thưa sư phụ Bây giờ họ làm ông chủ Hoặc người lóc thịt bò Con nghĩ Nếu họ có kiếp sau Thì sẽ phải thọ lãnh quả báo càng thê thảm cốc liệt hơn con bò này phải không thưa sư phụ? không sai đúng vậy sự tàn cốc này làm họ nhất định đọa địa ngục địa ngục gì thọ báo ở địa ngục chính là quả báo giết bò của họ hiện nay khi đến địa ngục Quỷ sứ sẽ bắt họ cột lại Cũng là từng dao từng dao mà cắt thịt của họ Đó là lăng trị đúng không sai Bạn tạo nghiệp như thế nào thì sau này lãnh quả như thế đó Nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai Nhất định là chính mình phải chịu trách nhiệm Ở đây không có ai trừng phạt bạn cả Vì cảnh giới này là gì? Là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra Thưa sư phụ Vì ngày nói khi họ phải bị tội lăng trì ở địa ngục Thì họ sẽ biết là do nhân quả gì Là vì tôi đã từng dày dò con bò như thế này Họ biết không sai Họ đối xử với người khác Đối xử với chúng sanh như thế nào Thì sau này bản thân phải chịu quả báo y như vậy Thưa sư phụ Có phải sau khi họ chịu tội ở địa ngục xong Thì vẫn phải đầu thai trở lại làm con bò không Không sai Đó là trả nợ Thật là đáng sợ Đúng Đúng như vậy ở địa ngục chiều quả báo sau khi thọ báo xong thì đọa vào súc xanh để trả nợ chính là bạn ăn nó nửa cân thì phải trả nó tám lạng hiểu được đạo lý này bạn còn dám ăn nữa không không phải là ăn thịt chúng mà là ăn thịt của chính mình tự mình phải trả những lời nói này người hiện nay không tin họ không thể chấp nhận Đợi khi Tướng địa ngục của họ xuất hiện Thì khi đó có hối hận cũng không kịp nữa rồi Thời xưa Đừng nói là quá lâu 60 năm trước Thời kỳ kháng chiến Xã hội đó giản dị mộc mạc tâm con người lương thiện đối xử với những con vật vẫn còn có chút tâm từ bi không những tâm để chúng chịu khổ chính là khi ăn thịt chúng cũng yêu cầu phải làm sao để cho chúng bớt chịu tội bớt đau khổ vì thế khi giết chúng nhất định phải là một dao là mất mạng bằng đâm nó càng nhiều dao bao nhiêu thì nó càng đau đớn bấy nhiêu bạn xem Hồi giáo họ ăn thịt bò, thịt dê Họ không ra bên ngoài mua Vì sao vậy? Thịt bò, thịt dê bên ngoài Khi giết chúng rất tàn nhẫn Họ không nhẫn tâm Vì thế họ nhất định phải là A Bạc A Bạc, anh ta biết cách giết như thế nào Để con vật bớt đau khổ Đây đều là tâm tượng bi Kết giết con bò trong hình này Giống y như xử tội lăng trì Như vậy thật là quá nhẫn tâm Xử tội lăng trì chính là lóc hết thịt của chúng từng miếng từng miếng Tức là cắt từng miếng một Đúng gì đó Đây là việc làm vô cùng tàn nhẫn Làm sao có thể làm điều này chứ Bạn xem con bò đó vẫn đang mở mắt to để nhìn đó Đây thật sự là rất đáng sợ Vẫn đang mở mắt to mà nhìn Thấy rất rõ ràng Họ chính là kẻ thù của nó Sau này nó sẽ đến báo thù Thưa sư phụ, ngày xem con bò này mở to mắt như vậy Nó mang những người này đều ghi nhớ trong A là giá thức Đúng không ạ? À? Đúng, đương nhiên rồi Đương nhiên rồi, hận thấu xương Là hận thấu xương Đến khi nào nó đến báo thù Thì họ sẽ hối hận không kịp nữa Thưa sư phụ, con muốn nói về bệnh bò điên của vài năm chị trước Khi chuẩn bị tài liệu Con mới biết tại vì sao lại có bệnh bò điên bò và dê đều là động vật ăn cỏ con người vì để nâng cao hiệu suất kinh tế nên ra sức nghĩ cách họ mang xương của bò dê đã chết mài nhuyễn thành bột rồi dùng bột xương này để cho chúng ăn thay cỏ họ muốn nâng cao hiệu suất kinh tế đáng tiếc rằng sự việc không ngờ đã xảy ra sau khi bò ăn xương của đồng loại thì chúng bị điên hiện tượng bị điên này là hoàn toàn co giật rồi sau đó não của nó giống như tương hồ vậy. Con người ăn thịt của loại bò điên này, người cũng bị bệnh bò điên luôn. Nhà khoa học nói là mắc phải bệnh bò điên thì tỷ lệ tứ vong là một trăm phần trăm. thì thật là đáng sợ. cho nên trong khoảng thời gian đó khi bệnh bò điên hoành hành, rất nhiều người nói đến màu của bò bị thay đổi đó là những điều rất đặc biệt quả thật là thời gian đó những gì liên quan đến thịt bò thì đều không đụng đến bây giờ con nêu ra một vấn đề của xã hội thưa sư phụ con muốn cho ngài xem một bức ảnh không biết ngài đã xem chưa con người đã ăn thịt đồng loại rồi bức ảnh này là đứa trẻ vừa được mổ lấy ra ngài xem bên cạnh còn có một con dao, họ ướp tương vào nó. bên cạnh là phụ liệu đó. bức ảnh này ngài xem, trong đó có thịt gà, gì gì đó nữa, còn có đứa trẻ sơ sinh, xé từng miếng thịt đó để ăn. bức ảnh này là canh nấu từ trẻ sơ sinh, người ta nói là đại bổ sư phụ xem loại canh này theo lời của một người bạn con kể lại một chén canh thịt người tức là canh nấu bằng kẻ sơ sinh một chén canh to như vậy là hơn ba chục ngàn đồng nhân dân tệ sau đó dựa vào đứa trẻ sơ sinh này được bao nhiêu tháng thí dụ như có đứa trẻ bảy tháng có đứa trẻ năm tháng giá tiền là khác nhau cao nhất là mấy chục ngàn đồng thưa sư phụ con đang thắc mắc con bò ăn bột xương của đồng loại thì bị điên ngày đối với hiện tượng này Có cách nhìn như thế nào ạ à? Hiện tượng con vừa nêu Thưa sư phụ Cũng giống như bệnh bò điên vậy Người này vì sao nhất định sẽ bị điên Sao này nhất định bị điên Nhất định sẽ bị quả báo này Nhất định không có gì lợi ích đối với họ Thời gian đó đến sớm hay muộn là do nghiệp báo khác nhau của họ nhất định sẽ có quả báo cho nên tại vì sao thế gian này lại có tai nạn lớn như vậy tai nạn không biết đã giết bao nhiêu người những người Có ý nghĩ và hành động bất thiện Đều phải chết Không sót bất kỳ người nào Con người hiện nay Ngoài ông trời ra Không có ai quản nổi họ Pháp luật Không có hiệu quả Đạo đức cũng mất rồi Luân lý cũng không còn nữa nhưng quả cũng không ai tin cuối cùng thì ông trời trừng phạt sự trừng phạt của ông trời là do mình tự làm tự chịu tự làm tự chịu đúng rồi thưa sư phụ chính bạn con nói với con là anh ta đói người anh ta quen biết là người ở nông thôn có cuộc sống tương đối nghèo khổ khó khăn hai vợ chồng chuyên làm việc này tức là nếu có tiệm đặt thì họ ăn ở với nhau có thai sau đó có thể đến 7 tháng hoặc mấy tháng thì mổ lấy đứa trẻ ra người mua đợi họ họ làm việc như vậy đó Ngày nói họ mang cốt nhục của mình làm như vậy người làm cha làm mẹ này còn ông chủ mở tiệm như vậy người nói xem quả báo rất đáng sợ thưa sư phụ đúng đó đều là quả báo địa ngục rồi mà loại quả báo này ở trong địa ngục rất khó ra không biết là phải chịu bao nhiêu tội đọa vào địa ngục dễ ra rất khó không dễ dàng thoát khỏi được không dễ dàng thưa sư phụ đứa trẻ này chính là đứa trẻ trong bức ảnh mà chúng ta xem lòng hận thù của nó lớn biết bao thưa sư phụ phải rồi sau đây con xin đề cập về một chút vấn đề về y học rất nhiều lĩnh vực y học hiện nay vì cần làm một số nghiên cứu nên đã dùng các loại động vật như chim khỉ mèo thỏ và đặc biệt là khỉ để làm thí nghiệm khi con người làm các thí nghiệm về thần kinh thì nhất định lấy khỉ làm thí nghiệm sau đó thì gây kích thích điện gì đó con cũng có một số bức ảnh sư phụ xem con khỉ này bị kích thích điện đến như thế này nó đau đớn biết bao khi bị kích thích điện con chim này cũng bị nạn không thể trốn được gây kích thích điện cho nó sau đó còn có việc như thế này ở đây con đặc biệt muốn nói là vì con người bây giờ ai cũng muốn làm đẹp rất nhiều người trong ngành mỹ phẩm dùng mắt thỏ để làm thí nghiệm con muốn đọc cho mọi người nghe thỏ liên tục bị dùng mỹ phẩm trang điểm Tức là làm thí nghiệm tính kích thích của bị phẩm trên mắt của thỏ Họ cột chúng lại Ra sức kéo vi mắt của chúng xuống Nhỏ loại mỹ phẩm này vào Thuốc tinh khiết, keo tóc Hoặc là dầu sơn móng tay Sau đó lại ra sức khép mắt của chúng lại Để tính kích thích đạt đến mức cao nhất Thí nghiệm này được thực hiện cho đến ngày nay Phần lớn các con thỏ vì vật giả đau đớn Mà tự bẻ gãy cổ của mình hoặc mắt bị đau do kích thích thối rửa chảy máu mà mất đi ánh sáng cũng không được điều trị gì sau khi thí nghiệm kết thúc thỏ bị giết chết thưa sư phụ ngài xem những con mắt của thỏ sư phụ xem này đúng vậy sư phụ xem này quá thê thảm con nghĩ con người vì để trị bệnh cho con người mà khiến cho các loại động vật phải chịu sự dày dò quá đáng không còn tính người như vậy khiến cho thân xác của chúng mệt mỏi quá độ như vậy xin hỏi sư phụ có cách nào tốt hơn để thay thế thí nghiệm y học không có trải qua một khoảng thời gian tương đối dài bệnh của con người sẽ không cần dùng thuốc nữa ý niệm có thể chữa lành bệnh Bất luận là bệnh gì Ý niệm có thể chữa lành bệnh con người sao? Chính là ý niệm thiện Tất cả bệnh tật Đều là do ý niệm bất thiện sanh ra Bạn chỉ cần thay đổi ý niệm Thân tâm bạn khỏe mạnh Thì bệnh gì cũng đều không có Ngay cả ung thư cũng có thể trị hết Hà quay dùng cách trị liệu dân gian bạn đã từng nghe qua chưa? Xin sư phụ nói cho chúng con nghe Người trị bệnh này Đã viết ra rất nhiều sách Tôi xem qua rồi Ngày 21 tháng 3 Năm 2012 Tiến sĩ Hugh Glenn Đã đến thăm tôi Ông ấy năm nay 73 tuổi Cách chữa bệnh giống như Trên kinh Phật nói vậy hoàn toàn tương đồng với những gì nhà khoa học vật lý bây giờ nói ông ấy có bốn câu khẩu khuyết trị bệnh do nhiều thế hệ tổ tiên truyền lại là tôi yêu bạn xin lỗi bạn xin hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn rất là có hiệu quả có một hôm chân của tôi bị co rút gân tôi liền trước ve chân của mình tôi nói tôi yêu bạn tôi xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt khiến cho chân bị co rút gân ở chỗ này xin hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bà tôi nói như vậy ba lần thì đã khỏi rồi ông ấy chữa bệnh thay cho người khác mà không cần gặp mặt bệnh nhân cũng không cần thuốc men không cần toa thuốc cũng không cần tiêm thuốc hay uống thuốc gì cả ông ấy chỉ cần tên họ ngày sinh của người bệnh bệnh tình của họ Chỉ cần ba điều này thôi Cách trị bệnh này Xa dài ngàn dặm Vẫn có hiệu quả Dùng ý niệm quán tưởng Cũng chính là thiền định mà Trung Quốc thường nói Mang người bệnh Và bản thân mình Nghĩ thành một người Thân thể của chúng ta Hoàn toàn hòa hợp thành một thể Không có phân chia Mình và người trở thành một thể Quán tưởng thành một thể Sau đó thì bệnh của họ Chính là bệnh của mình tự mình dùng ý niệm hoàn toàn dùng ý niệm thiện chữa lành bệnh thì khi đó bệnh của đối phương cũng khỏi hẳn ông ấy chữa lành bệnh mấy ngàn người đều rất có hiệu quả bây giờ ở mỹ và nhật có rất nhiều người theo ông ta học tập điều quan trọng nhất chính là tâm yêu thương bạn không có tâm yêu thương thì sẽ không làm được tâm yêu thương tâm thanh tịnh nên cần hồi phục sạch sẽ tâm của mình ông ấy nói ký ức tốt hay ký ức xấu của bạn tất cả đều phải xóa sạch hết để tâm trở về trạng thái năng lượng bằng không chính là tâm sạch sẽ cái gì cũng không có đây là chân tâm dùng chân tâm này để hồi phục tất cả các tế bào bệnh tật của mình trở lại bình thường bệnh không phải sẽ không còn nữa hay sao cho nên dùng năng lượng của ý niệm để chữa bệnh vì sao như vậy thân thể là vật chất vật chất từ đâu mà ra vật chất từ ý niệm mà ra không có ý niệm thì không có vật chất ý niệm thiện vật chất luôn luôn thiện Ý niệm bất thiện Hiện tượng vật chất này cũng đều là bất thiện Nguyên lý này trên Kinh Phật nói rất rõ ràng Ngày nay nhà lượng tử lực học phát hiện Vì thế rất có đạo lý Ông ấy nói với tôi Tôi hoàn toàn hiểu được Dạng vật trong trời đất Với bản thân mình chính là một thể tâm yêu thương tôi thường nói là điểm ban đầu của tự tánh là trung tâm của chân tâm cốt lõi của cốt lõi chân tâm của chúng ta cốt lõi của cốt lõi chính là chữ ái bạn có thể yêu thương người có thể yêu thương vật có thể yêu thương trời đất đây chính là phật bồ tát đây chính là thần thánh ngược lại cái gì cũng đều không yêu thương đó chính là ma quỷ chính là hoàn toàn dùng tâm yêu thương để chữa lành bệnh mỗi ngày ông ấy dùng nửa giờ đồng hồ để chữa bệnh cho một người nửa giờ đồng hồ để quán tưởng khẩu quyết chính là bốn câu nói tôi yêu bạn xin lỗi bạn xin hãy tha thứ cho tôi Cảm ơn bạn Bốn câu nói này lặp đi lặp lại Trong vòng nửa giờ đồng hồ Liên tục trong vòng 30 ngày Bên này không còn có vấn đề gì nữa Giải quyết xong rồi Thì người bệnh bên đó cũng khỏi bệnh luôn Hoàn toàn là dùng ý niệm Cho nên Phật Pháp nói Tất cả Pháp đều do tâm tưởng sanh Tất cả những tai nạn hiện nay Đều là do ý niệm bất thiện của chúng ta Mà biến hiện ra Mọi người chúng ta trên trái đất này Đi dùng cách này để chữa bệnh của mình Thì những động vật Bồ Tát này Sẽ không phải chịu sự dày dò Mất tính người như thế này nữa Đúng thế Không sai Ngày nay trở thành như thế này Nhân tố quan trọng nhất là gì? là do chúng ta từ bỏ nền giáo dục tốt đẹp người phương tây dứt bỏ giáo dục tôn giáo từ sau khi khoa học kỹ thuật phát triển thì người phương tây không tin tôn giáo người phương đông không tin tổ tiên nên chúng ta phải chịu nạn kiếp này nhất thiết không nên cho rằng tổ tiên không hiểu khoa học kỹ thuật trí huệ của người bây giờ mãi mãi không thể theo kịp trí huệ của tổ tiên Tổ tiên có thể phát hiện ra lòng yêu thương này Tôn giáo có thể phát hiện ra lòng yêu thương này Nhưng nhà khoa học không thể phát hiện ra Thưa sư phụ, trên Internet hiện nay Có một chủ đề đang được bàn tán xôn xao Đó là việc bắt gấu còn sống lấy mật Nơi nào cũng như vậy Con xem báo cáo nói là những con gấu bị con người làm hại một cách rất tàn nhẫn đã gần 25 năm rồi đó là lấy mật gấu sống mỗi lần bị lấy mật gấu vô cùng đau đớn có một số con gấu không chịu nổi nên chúng móc bụng tự sát để tránh tình trạng chúng tự sát Người ta bắt nhốt chúng vào một cái lồng sắt Giam cầm chúng vĩnh viễn trong cái lồng sắt này Sau đó khoét một cái lỗ ở bụng của nó Sư phụ xem Khiến cho nó không cử động được Cả đời đó chỉ có một tư thế như vậy Sư phụ xem bức ảnh này Cái lồng sắt này Đã bị rỉ sét rất nghiêm trọng Lỗ khoét ở bụng không ngừng chảy máu mũ Họ không ngừng hút mật của chúng Như vậy đã 10 năm 20 năm Dùng da ở xung quanh đều đã bị thối rửa Thưa sư phụ Cái lòng sắt này rỉ xét hết rồi Đã phân quỷ thành như vậy Liên tục dày dò chúng Khi con đọc bài viết này Con thật sự ngẹn ngào Con cảm thấy không chịu nổi cái cảm giác đó Mỗi khi hút mật của nó hai người cho gấu đeo túi sắt vào, đeo dây rút nhỏ lại. Con gấu phát ra những tiếng kêu rất thê thảm. Sau đó thì từng giọt mực xanh nhỏ ra. Khi người công nhân muốn làm việc này với con của gấu mẹ, khi muốn cho nó đeo túi sắt, thì con gấu mẹ đột nhiên dùng đôi tay to lớn của nó bẻ gãy cái túi này. Sau đó thì phóng ra giống như điên vậy. Những người công nhân chạy tán loạn. Khi đó, người phóng viên này cũng một phen hú dí Cảm thấy như con gấu sẽ chạy đến chỗ của anh ta Nhưng nó không quan tâm đến họ Nó chạy thẳng đến chỗ con gấu con Dùng móng vuốt của nó muốn bẻ gậy cái túi sắt ra Nó làm cách nào cũng không tháo ra được Sau đó Nó dùng hết sức ôm gấu con vào lòng Nó liếm gấu con Rồi giống như người mẹ đang dỗ về con của mình Nó dỗ dỗ gấu con Cuối cùng nó kêu lên một tiếng dài Nước mắt đầm đìa rồi đó bóp chết con của mình Sau khi bóp chết con gấu con Nó kêu lên những tiếng kêu như than khóc Rất thê thảm Rồi nó cũng tự đâm đầu vào tường Mà tự sát Thưa sư phụ Con nghĩ bản thân nó Không muốn chịu sự dày dò giống như địa ngục Nó cũng không muốn con của nó chịu sự dày dò đó Nó giết con của nó như vậy Thưa sư phụ Ngài nói nó làm như vậy có xem là sát sanh hay không ạ à? Nó chính là yêu con của nó Đúng, nó không muốn để con nó chịu cái khổ như vậy Không muốn để con nó chịu khổ Đúng vậy, như vậy là quá khổ rồi Sống không bằng chết Sống không bằng chết Thưa sư phụ, ngày xem bây giờ rất nhiều loại thuốc trung y thành phần bên trong đều có mật gấu Tôi nói cho bạn biết, mật gấu nếu lấy bằng cách này Thì sự oán hận của chúng là hận thấu xương mật gấu này nhất định có độc tuyệt đối không tốt đối với con người lấy mật như vậy loại thuốc này cũng đều không dùng được đúng không ạ trong sự căm hận phẫn nộ như vậy thì nhất định có độc nhất định có độc nhất định có độc thưa sư phụ sau khi con xem bài viết này con đã thề là sau này ngộ nhỡ có mắc bệnh gì con thấy loại thuốc đó có mật gấu con kiên quyết không đụng đến con cảm thấy hành động này độc ác không có tính người quá đau khổ rồi vì bài viết này quá dài hôm nay con không thể chia sẻ với mọi người con cảm thấy thật sự là quá đau đớn cho các con gấu thưa sư phụ nếu con người bị bệnh nhất định sẽ có loại thuốc có tính chất thực vật thay thế cho loại mật gấu này đúng vậy hiện nay chúng ta dần dần hiểu rõ ngay cả thuốc mang tính thực vật cũng không cần nữa chỉ cần chấn chỉnh lại tâm của mình Thuốc mang tính thực vật cũng không cần à? Vì thuốc trung y cũng không cần Đúng không ạ? À? Đúng vậy Bạn xem tiến sĩ Hugh Glenn Ông ấy không cần Bạn thật sự hiểu rõ lời Trên Kinh Phật nói Tất cả Pháp là do tâm tưởng sanh Thân thể chúng ta là vật chất Vật chất là do ý niệm sanh ra Ý niệm có thể làm chủ vật chất tế bào của chúng ta tại vì sao lại mắc bệnh là do tham sân si mạn nghi hiện tại tôi không tham lam không sân hận không si mê không ngạo mạn không hoài nghi thì tế bào của tôi hồi phục lại bình thường chỉ cần buông bỏ ý niệm bất thiện ý niệm tự tư tự lợi ý niệm thị phi nhân ngã tất cả đều buông xuống thì bạn làm sao lại không khỏe mạnh được chứ đạo lý này là chân lý ba ngàn năm trước phật đã nói ở trên kinh nhà vật lý học bây giờ đã chứng minh được rồi tổ tiên nhiều đời của tiến sĩ hilclan đã truyền lại cách chữa bệnh này rất hiệu quả rất nhiều năm về trước Tôi theo lão sư Lý học kinh giáo ở Đại Trung. Khi đó, tôi học Phật được 7 năm rồi. Tôi ở Đại Trung học theo cách ăn uống của thầy. Một ngày ăn một bữa rất là đơn giản. Tôi lãnh hội được Thì chia sẻ với Thầy Sự tiêu hao năng lượng của con người Tôi cho là Hơn 90% là tiêu hao do vọng niệm Lao động trí óc và lao động chân tay Đều tiêu hao không nhiều Vì tôi thấy lão sư Lý Sức lao động của Thầy Bằng những sức lao động của năm người bình thường cộng lại sức lao động lớn như vậy mà mỗi ngày chỉ ăn một bữa ăn ít như vậy mà thầy có thể duy trì được điều này nói rõ tâm của thầy thanh tịnh cho nên tôi kết luận là sự tiêu hao năng lượng là do vọng tưởng tạp niệm vọng tưởng tạp niệm càng nhiều thì bạn phải bổ sung nhiều không bổ sung thì thể lực không đủ nếu vọng tưởng ít tâm thanh tịnh thì họ tiêu hao năng lượng ít chỉ cần một ít là có thể duy trì Tôi đưa ra nhận xét như vậy Thầy đồng ý Thầy nói đúng là như vậy Chúng ta cố gắng không nghỉ ngơi lung tung Bỏ đi hết những suy nghĩ không cần thiết Thân tâm bạn khỏe mạnh Bạn sẽ không bị bệnh Bị bệnh thì chỉ là cảm sổ mũi chú ý vấn đề ăn uống chỗ ở là được rồi vì vậy con người có thể tự bảo vệ mình ân trên cho bạn cái thân này cho bạn sức khỏe tự bạn phải biết bảo vệ mình không thể phá hỏng nó ăn bạo uống bạo chính là căn nguyên của bệnh tật thân thể có nhiều cơ quan như vậy Bạn chỉ lo cho cái lưỡi Chỉ để cho nó thoải mái Mùi vị là do nó cảm nhận Qua ba tất lưỡi Bạn vì nó mà hy sinh các cơ quan khác của mình Như vậy không phải là dạy dột hay sao Khi chúng ta biết yêu thương bảo vệ mỗi cơ quan trong thân thể Yêu thương bảo vệ từng tế bào của cơ thể Thì đó mới gọi là tình yêu thương chân thật mà vì tham muốn sự hưởng thụ mà tạo vô lượng vô biên nghiệp tội khiến toàn bộ cơ thể phải chịu tội khiến linh hồn cũng phải chịu tội vậy thì sai rồi sai lầm lớn rồi con xin nghe lời của sư phụ cũng giống như việc lấy mật gấu vậy nó không chỉ không thể trị được bệnh cho mình mà còn nhất định có độc tố nhất định có độc tố ngược lại còn hại bản thân mình nữa đúng không ạ à? có kịch độc nhất định là có kịch độc nhất định là có kịch độc bạn xem con người lúc sắp chết nếu khi đó có một niềm phẫn nộ oán hận tức giận thì sẽ bị đọa địa ngục ngay sự thù hận đó của con gấu sâu nặng biết bao nhiêu đời đời kiếp kiếp nó cũng sẽ không quên nó sẽ tha thứ cho bạn hay sao việc này không thể xảy ra rồi bây giờ giận khí của bạn còn đang tốt nó bất lực đối với bạn đến khi giận của bạn suy rồi thì nó sẽ đến tìm thưa sư phụ con có một bức ảnh nhưng bây giờ con tìm không thấy chính là nói rất nhiều con gấu sau khi bị hút mật như thế cuối cùng đều bị ung thư bức ảnh đó nhìn rất đáng sợ là do chúng phiền muộn u uất đúng không ạ à? thưa sư phụ tâm trạng của chúng quá u uất ạ à? không sai Rất nhiều người nói giết động vật Đặc biệt là giết các loại bò bay xuống động Như côn trùng ruồi mũi gián Để cho chúng sớm thoát khỏi kiếp xúc sanh Như vậy có đúng không ạ? Vậy thì bạn phải có công phu mới được Bạn thật sự có thể giúp chúng rời khỏi kiếp xúc sanh Vậy thì được Bạn không có bản lĩnh này thì không thể được rồi Bạn không có bản lĩnh này rồi mũi chúng cũng tham sống sợ chết bạn giết đó thì nó sẽ báo thù oh. Thật sự có bản lãnh này thì được Có thể siêu độ cho chúng Nếu không có bản lãnh này Thì không thể làm được như vậy oh. Có một số người học Phật nói Thịt dù sao cũng là để cho con người ăn Để người khác ăn chi bằng để cho tôi ăn Tôi còn có thể siêu độ cho chúng vì thế mà một số người tuy đã học Phật được hai ba mươi năm rồi mà vẫn còn ăn thịt. Xin hỏi sư phụ, ý gì có đúng không? Ý gì có chướng ngại sự giảng sanh của họ không? Chướng ngại. Bạn là người có công phu thật sự thì bạn đã không ăn thịt nữa rồi. Bạn thật sự có tâm từ bi thì sao lại nhẫn tâm ăn thịt chứ? Nhất là bây giờ thịt lại không sạch sẽ. Tôi cảm thấy thịt đều có độc tố, cách nói cách nghĩ này đều sai rồi đúng không ạ? sai rồi không có tâm từ bi bạn muốn cầu giảng sanh trên kinh nói với bạn phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm tâm bồ đề của bạn vẫn chưa phát ra bạn phát ra là cái tâm tham là tâm tham sân si mạng tâm tham sân si mạng niệm phật không thể giảng sanh được rồi Vậy đây là lý do của những người niệm Phật này Là lý do của bản thân họ Cầu giáng sanh mà còn ăn thịt Làm gì có đạo lý này chứ Nói như thế nào cũng không thể thông suốt được Thưa sư phụ Bây giờ con người tự sát ngày càng nhiều Nhất là thanh thiếu niên Tỷ lệ tự sát hiện nay quá thật là không ngừng tăng lên Sư phụ cho rằng tự sát có được xem là sát sanh không ạ à? Đúng như vậy Người tự sát rất đáng thương Đây là Thiếu đạo đức Là thiếu đạo đức à Đúng vậy, là đại bất hiếu Bố mẹ sanh ra Chờ nuôi dưỡng mình Hy vọng mình sau này có thể thành tựu Bạn tự sát rồi Bạn khiến cha mẹ đau lòng biết bao Đây chính là sai lầm Chính là tội lỗi Bạn đến với thế gian này Là có sứ mạng Có trách nhiệm Bạn không gánh giác trách nhiệm Lại buông bỏ tất cả Chọn lấy tự sát thì sai rồi con người sống ở thế gian này không phải vì tự sát làm gì có chuyện gì tự sát mà đến thế gian này chứ đạo lý này nhất định phải hiểu rõ khó khăn đau khổ phải cố gắng chịu đựng bạn có thể chịu đựng được có thể nhẫn nhịn được thì cảnh giới sẽ nâng lên con người phải ở trong hoàn cảnh mà rèn luyện bản thân mình thuận cảnh không khởi tâm tham luyến nghịch cảnh không sanh lòng oán hận luôn luôn bảo vệ duy trì tâm thanh tịnh bình đẳng đây là đạo bất luận làm ngành nghề nào cũng có thể đền ân tổ quốc cũng có thể giúp ích xã hội thế gian có một câu nói mỗi người vì mình, mình phải vì mọi người mà đền đáp. Biết bao nhiêu người cung cấp cho chúng ta quần áo, thức ăn, chỗ ở, việc làm, cuộc sống không dễ dàng chút nào. Sao chúng ta có thể không chịu trách nhiệm chứ? Cho nên mỗi người cần phải làm tốt công việc của bản thân mình. Đó chính là sự đền đáp. xã hội là một quần thể không có một cá nhân nào có thể tồn tại độc lập được nhất định phải nương tựa vào quần chúng vì thế mọi người đều là ân nhân và chịu ân lẫn nhau chịu ân lẫn nhau đúng có ân lẫn nhau tôn giáo là giáo dục hai chữ này của trung quốc rất hay chúng tôi nói cho những người ở các tôn giáo khác trên toàn thế giới nghe họ đều rất vui vẻ mà tiếp nhận tôn của trung quốc có ba nghĩa tôn là chủ yếu tôn là quan trọng cũng là tôn sùng giáo là giáo dục giáo học giáo hóa hai chữ này kết hợp lại với nhau có nghĩa là sự giáo dục quan trọng nhất của loài người sự giáo hóa được tôn sùng nhất giáo học chủ yếu nhất ba ý nghĩa của nó chủ yếu là như tôi vẫn thường nói là loại giáo dục chủ yếu là công tác dạy học quan trọng là loại giáo hóa đang được tôn sùng điều này kết hợp lại ý nghĩa tốt đẹp biết bao hiện tại tôn giáo có làm được ý nghĩa này hay không đây là do những người trong tôn giáo chúng ta chưa làm tốt hết công việc của mình không làm tốt đó là có tội rồi chúng ta nhận sự cúng dường của mọi người chúng ta không báo ân nếu dùng cầu khẩn để báo đáp thì người ta nói là mê tín cho nên vài năm gần đây chúng tôi qua lại với rất nhiều tôn giáo trên quốc tế đều là đề xướng tôn giáo phải quay gì với giáo dục tôn giáo phải quay gì giáo dục phải quay gì với giáo dục tôi nói để các bạn nghĩ xem những người sáng lập ra tôn giáo đều làm công việc giáo dục thích cao ni phật về học 49 năm Mohammed dạy học 27 năm Thánh mô cũng dạy 2-30 năm Chúa Giêsu dạy được 3 năm Thì bị hại chết Người nào không phải là nhà giáo dục của xã hội chứ Những điều ghi chép trên kinh Đều là tài liệu dạy học của họ Thế hệ sau chúng ta Bây giờ tiếp nhận tôn giáo này Lại mang giáo dục Mà bỏ đi Đây là Sai lầm lớn cho nên người trong xã hội xem thường chúng ta cho rằng chúng ta là ký sinh trùng không có cống hiến gì cho xã hội cả vì sao các thánh nhân trong quá khứ lại được nhiều người tôn kính như vậy đó là có đạo lý chúng ta ngày nay làm sai rồi cho nên nhất định phải quay về với giáo dục Nhất định phải quay về giáo dục Đúng vậy Giáo dục tôn giáo đúng lúc bổ sung Cho sự thiếu sót của giáo dục hiện nay Trên toàn thế giới Giáo dục của thế giới không có luân lý Không có đạo đức Không có nhân quả Không có giáo dục triết lý của thánh nhân Trong tôn giáo có những điều này Vừa đúng lúc mang nó bổ sung vào Cho nên sau khi tôn giáo quay lại với công việc giáo dục Sẽ là sự cống hiến rất to lớn đối với xã hội Thưa sư phụ Chúng con vô cùng cảm ơn Ngài Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vòng tay cư sĩ móc gmail.com Người đọc Hành quan Phát tâm cúng dường Do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật